Chương trình giờ dạy ảo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa do Đinh Quang Thái phụ trách xin trân trọng kính chào quý khán giả. Kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Dạ, mình xin kính chào Liên Quang Thái và xin kính chào quý khán giả trong cái chương trình gọi là đầu năm 2014. Thưa quý khán giả, đầu năm 2014, tháng giêng của năm nay nhiều sự kiện xảy ra tại đất nước Việt Nam chúng ta. Và nếu mà nhìn lại trong cái giai đoạn lịch sử cả hơn trăm năm vừa qua thì cũng rất nhiều sự kiện trùng lớp. Thí dụ như trong tuần lễ vừa rồi thì ông Nguyễn Tấn Dũng là Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam đã có một cuộc họp với lại Ủy ban Khoa học Xã hội và nhân các vị trí thức tại Việt Nam nêu vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa cũng như là đặt vấn đề phải viết những cái sự kiện này vào trong sách giáo khoa để cho con em Việt Nam biết là Hoàng Sa và Trường Sa như thế nào, đã từng thuộc về Tổ quốc Việt Nam ra sao. Ông Nguyễn Tấn Dũng đã lên tiếng khẳng định là sẽ ủng hộ hết lòng những cái chương trình do các vị trí thức đó đề nghị. Mà ngay sau đó thì cái bản tin mà liên quan đến cuộc họp đó đã bị các website tại Việt Nam gỡ xuống. Tại sao? Thì nghe nói rằng có một cái chỉ thị cao cấp nói rằng nếu mà đang giao hảo với Trung Quốc êm dịu mà đưa ra những lời tuyên bố như vậy thì không tốt. Ngoài ra thì thưa quý vị, cái tuần lễ mà cuối năm 2013 đó thì dư luận ở trong nước cũng như là vùng Đông Á chú ý đến một cái sự kiện, đó là Liên bang Nga đã giao cho nhà nước Cộng sản Việt Nam một chiếc tàu ngầm Kilo do một chiếc tàu chở hàng của Hòa Lan đưa vào tận quân cảng Cam Ranh. Và đây là một trong những vấn đề mà được giới chuyên gia về tình hình Đông Á và Đông Nam Á chú ý tới. Hôm nay thì tôi sẽ nêu lên rất nhiều câu hỏi với ông Nguyễn Xuân Nghĩa, người mà lúc nào cũng có một cách nhìn phải nói là trái ngược. Thậm chí có người còn nói ông Nguyễn Xuân Nghĩa nhìn một cách quái ác với cái tình hình chung mà không nhìn đồng nghiệp với những người khác. Để xin ông Nguyễn Xuân Nghĩa giải ảo dùm cho cái sự kiện tàu ngầm Kilo và cái sự kiện mà Nguyễn Tấn Dũng nói xong những lời của ông ta bị gỡ xuống khỏi website. Tôi nghĩ là chúng ta nó có cái chuyện này giống như mọi khi đó, đó là nó có cái ly nước thì có người nói rằng là nó đã đầy được một nửa, thế thì cũng có người nói là nó đã vơi được một nửa. Thế thì khi mà nó có cái chuyện gọi là đến bao giờ người Cộng sản Việt Nam mới công nhận rằng là ngày 19 tháng Giêng năm 1974 nó đã có 74 từ sĩ quan cho đến binh lính, thủy thủ và người nhái của Việt Nam đã chết để bảo vệ Hoàng Sa đó, thì đến bao giờ họ công nhận cái chuyện đó? Thì lẽ nhiên là như anh Thái vừa mới trình bày đó, là lúc đó là người ta cũng còn tranh luận. Thì tôi nghĩ nó như này này là nó có nhiều cách đó để thử lòng người lắm. Thì có thể rằng là cái ông thủ tướng của Hà Nội đó muốn nói cái đó, sau đó có nhiều người khác là sợ gọi là mất lòng Bắc Kinh, thì tôi cho rằng là nó lại mình lại nhắc đến lâu một cái câu nói của một cái ông tổng thống của Việt Nam, đó là đừng coi những gì họ nói, nhìn những gì họ làm. Thì tôi nghĩ là nhìn cái việc họ làm đó đó, cái hòn đá thử vàng nó dễ nhất cho họ, không có xúc phạm gì đến quan thầy của họ ở Bắc Kinh hết, tất cả khôi phục lại nghĩa trang quân đội của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và chính thức tuyên bố từ nay về sau đó đã trong các cái sách giáo khoa không có nói về binh lính và đất nước Việt Nam như là ngụy quân hay ngụy quyền nữa. Cái đó nó dễ, nó chẳng đụng chạm đến ai cả. Tôi cũng có nhìn đến một cái chi tiết nhân đây thì mình phải nói luôn đó, đó trong một cái bộ sách về những cái tác phẩm vừa là những tác giả của văn học nghệ thuật đó, của Việt Nam trong cái giai đoạn cận đại vừa qua đó, đó mà do không phải là của nhà nước in ra nhưng mà Bộ Giáo dục của Hà Nội xuất bản, thì trong đó đó là có tên một số những tác giả của miền Nam trước đây đã từng bị tù đày, từ ông Vũ Hoàng Chương, Mai Thảo, Thanh Tâm Tuyền, những cái người mà đã bị coi như là biệt kích văn nghệ vân vân, những cái tội kỳ cục đó chẳng hạn, nó bị truy lùng đó, thì bây giờ đó là họ đã có để tên trở lại, mỗi người cũng một cái phần tiểu sử nó ngắn ngắn không thôi. Thì đây đây là một số những cái người mà họ lo về văn học và họ cũng đi qua được cái rào cản của cái chế độ đó mà công nhận lại là ít ra rằng là phải không có nói đến chuyện chính trị mà nói đến chuyện văn hóa, văn học, văn chương không thôi. Đấy là những cái người mà có đóng góp cho đất nước, cho cái nền, cho cái sự văn minh của Việt Nam đó, đó. Thì tôi nghĩ rằng là nó cũng có những cái thay đổi chứ không phải không, nó vẫn còn chậm quá. Và khi mà mình nói đến cái chuyện lúc mà thưa quý vị anh Thái mà nhắc đến cái chuyện cái tàu ngầm cái lớp Kiloplast mà do một cái hãng chuyên chở của Hòa Lan đó, đó thì tự nhiên đó là phản ứng của tôi, đó là một cái người mà để ý kinh tế tuổi trời ơi, thế là Vinashin đâu? Cái thứ hai nữa đó là nếu mà mình nói đến Cam Ranh đó thì mình nói cái chuyện nó rất xa trong lịch sử đất nước của mình, nó xa lắm, và nếu mà chúng ta nhìn lại những chuyện đó, đó thì có thể chúng ta giải ảo được nhiều chuyện, và có thể rằng là
chúng ta sẽ còn phải tiếp tục có khi trong thêm một cái chương trình nữa để dần dần mình nhìn lên cả cái cục diện của cái vụ Đông Nam Á đó. Tôi không phải là một nhà chiến lược về quân sự, nhưng mà tôi ham đọc sử và tôi rút tỉa ra được một vài bài học lịch sử của đất nước đó, là thể may ra là có giúp trong cái thế hệ về sau này đó nhìn đến chuyện đó. Nói về Cam Ranh thì nó đã từng là một cái quân cảng, rất nhiều tàu bè của một số nước đã từng đến đồn trú tại đó và xem quân cảng Cam Ranh như là một căn cứ hải quân chiến lược, bởi vì có thể kiểm soát được cái khu vực Đông Nam Á. Đưa một cái thí dụ là trong thời chiến tranh Việt Nam đó, Hoa Kỳ xem quân cảng Cam Ranh là một cứ điểm chiến lược. Rồi sau khi chiến tranh chấm dứt năm 1975 thì Cộng sản Liên Xô cũng đã hết sức muốn gọi là đưa tàu chiến vào đó. Vâng, đã sử dụng quân cảng Cam Ranh một thời gian. Và nhìn về xa hơn nữa trong lịch sử thì năm 1905 chẳng hạn, nếu tôi nhớ không lầm, là một hạm đội của Nga đã từng đồn trú tại Cam Ranh, rồi trên đường di chuyển về đã bị hải quân Nhật đánh tan tành tại eo đối Mã, không ạ? Đúng rồi, nó đúng rằng, là một cái vai trò của Cam Ranh là sao? Tôi nghĩ nó quan trọng, nó quan trọng là tại vì nó là một cái quân cảng nước sâu được bảo vệ do địa dư hình thể, đó là rất tốt, và có thể rằng là kiểm soát được cái vùng biển Đông Nam Á là cái vùng biển nóng ngày hôm nay. Thì cái điều đó nó có thể rằng là Chúa Nguyễn ngày xưa cũng đã từng biết Việt Nam chúng ta đã trải qua một giai đoạn đã lâu đã hụt không biết, nhưng mà người Nhật thì biết. Và những cái chuyện mà trong lịch sử có khi chút nữa có, nếu mà có dịp chúng ta sẽ nhắc trở lại, nó làm chúng ta liên hệ đến chuyện đó. Nhưng mà mình trở lại một cái điều đầu tiên hết tất cả đó, lúc mà mình nhắc đến cái trận chiến Hoàng Sa ngày vào tháng Giêng năm 1974 đó, thì lúc đó đó là hải quân Việt Nam đó của một cái chính quyền đang bị bức tử, đang bị siết không còn khả năng chống cự nữa, gần như là trong giờ phút hấp hối đó mà cũng vẫn có 4 chiến hạm đi ra, Lý Thường Kiệt, Trần Khánh Dư, Trần Bình Trọng với lại hộ tống hạm Nhật Tảo đó. Thì lúc đó đó là lúc mà tôi vẫn còn nhớ là cái này là nhiều nhà các sĩ quan hải quân hay là những anh em trong quân đội mà họ đã lập ra một cái website về Hoàng Sa Trường Sa đó, họ trình bày cái chuyện nó rõ hơn. Thì lúc ấy quân lực của Hoa Kỳ đó đã cũng được báo động, và một ông đô đốc mà lo coi như là cầm đầu cái hạm đội Thái Bình Dương của nước Mỹ đó nói rằng là họ không có quyền lợi gì ở đó cả. Thì chúng ta phải nhớ lại chuyện đó là nó ở Hoàng Sa đó thực sự ra nó liên quan đến cái chuyện Cam Ranh, là tại vì cái căn cứ Cam Ranh đó lúc đó đó là có thể rằng là Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đồng ý với nhau. Hoa Kỳ đó là thả cho cái tiền đồn của thế giới tự do tôi là Việt Nam trôi xuống dưới biển, nhưng mà Cam Ranh đó thì Trung Quốc lấy, đặng để cho Hoa Kỳ với Trung Quốc liên thủ với nhau để cho Liên bang Xô Viết không có nắm lấy được cái căn cứ đó, tức là đó là chuyện Cam Ranh. Mà dù biết như vậy đó quân đội của chúng ta đó vẫn đã hy sinh, chịu một cái giá rất đắt. Và tôi vẫn còn nhớ là cái chiến hạm mà bị đánh chìm đó là khi bị đánh chìm đó họ vẫn còn cố tống vào trong bờ biển của một cái đảo ở tại Hoàng Sa, để họ hy vọng rằng là sau này đó là còn có chứng cứ rằng là đấy là một cái chiến hạm của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, tức là cái lãnh thổ của mình, chủ quyền của đất nước. Nhớ là cái hội tống hạm Nhật Tảo đó, cái hải quân 10 đó của ông thiếu tá hải quân Nguyễn Văn Thà đó. Thì tôi nghĩ rằng là những cái việc đó là nó làm cho mình nhìn thấy trên cái toàn cảnh, thì có thể rằng là các cái đại cường họ thu xếp, họ dàn xếp với nhau, họ hy sinh Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà những cái người Việt Nam lúc đó dù có biết như vậy đó vẫn cố gắng đến tận cùng. Thì cái điều đó tôi cho rằng là người Việt Nam ở mọi nơi, và nhất là những cái người Việt Nam bây giờ đang nằm dưới tầm đạn của Bắc Kinh đó không thể nào phủ nhận được mà phải công nhận đi. Thưa ông Nghĩa, trong thời gian vài tháng gần đây và có thể nhìn xa hơn nữa, chắc đây cả 5-7 năm, một số người từng nằm trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức lên tiếng bằng thơ, bằng văn, bằng bài viết ca ngợi các binh sĩ, sĩ quan của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trong trận chiến Hoàng Sa 1974. Chúng ta có thể kể tên Trần Mạnh Hảo đã có thơ nói về vấn đề đó, nhà trí thức Hải Chiến Phu. Và gần đây thì có một số cái đài truyền hình nhỏ thôi, các địa phương ở Việt Nam họ cũng đã chiếu những cái đoạn phim nói về trận Hải Chiến Hoàng Sa. Ông giải áo như thế nào về sự việc đó? Tôi nghĩ rằng là ngoài chính quyền đó,
những cái người dân đó, và nhất là những cái người mà để ý đến cái vấn đề văn hóa, lúc mà anh Thái nhắc đến đó, phần lớn đều là những nhà văn, tức là họ có cái sự mẫn cảm, họ có cái sự bén nhạy, và quan trọng nhất là họ có cái sự can đảm để họ công nhận rằng là người lính Việt Nam Cộng Hòa lúc đó anh hùng, và phải công nhận cái điều đó trong lịch sử của đất nước. Cũng giống như sau này đó, tôi nghĩ rằng là ngay tháng tới này thôi, đó, đến lúc mà tháng 2 thì chúng ta nhớ 40 năm trước nó có cái trận Hoàng Sa, thì 35 năm trước, tức là tròn có 5 năm, nó thêm một trận thứ nhì nữa là Trung Quốc tấn công 6 tỉnh miền Bắc. Thì tôi có ghi lại một câu nó như thế này này, trong lịch sử của đất nước đó, không biết bao nhiêu lần đó là Trung Quốc đã tấn công Việt Nam, mà lần nào cũng vậy hết, xin quý vị nhớ lại cho, đều có những danh tướng của Trung Quốc phơi thê ngoài chiến địa trên đất nước Việt Nam, chìm sâu dưới đáy biển hoặc là tự tử mà chết, như là Sầm Nghi Đống chẳng hạn. Trong thế kỷ 20 đó thì chúng ta có danh tướng của Trung Quốc có mặt ở tại Việt Nam, đó là ông Trần Canh với ông Vi Quốc Thanh, giúp cho Hà Nội có những cái chiến thắng của là quân Việt Minh ở tại Việt Bắc, và sau đó có cái Điện Biên Phủ. Sau đó đó thì đến năm 74 đó là Trung Quốc có đụng độ với lại Việt Nam, Việt Nam thua, không có danh tướng Trung Quốc nào chết vì Hoàng Sa cả. Nhưng mà đến năm 79 cũng vậy nữa. Và cái người mà con cháu gì của Hứa Thế Hanh là cái ông tướng mà bị Quang Trung đánh chết ở trong cái trận Kỷ Dậu 1789 đó. Chắt của ông đó là ông Hứa Thế Hữu, là ông thượng tướng, là cái người tổng chỉ huy cái trận đó đưa 120.000 quân vào miền Bắc. Đánh trận 1979. 1979. Thì chúng ta cũng phải nhớ lại lúc đó, đó là Cộng sản Việt Nam vừa mới ký kết đi theo Liên Xô. Và cái chuyện hồi nãy mình nói đến chuyện Cam Ranh đó thì Cam Ranh mà Liên Xô đi vào đó sử dụng hải quân của Liên Xô, sử dụng Cam Ranh, không quân của Liên Xô sử dụng căn cứ Đà Nẵng vân vân, mà có thể áp đảo được các cái cả cái vùng biển Đông Nam Á, lẫn có thể tấn công bằng những cái oanh tạc cơ chiến lược, tấn công các cái tỉnh của miền Bắc của Úc Đại Lợi chẳng hạn. Nó xuất phát từ đó thì Trung Quốc đó là đã tấn công trận đó. Thì cái ông Hứa Thế Hữu đó có thể là ông giở nhục cái ông tổ tiên của ông Hứa Thế Hành, nhưng trận đó nó là bị nặng. Quân đội của Cộng sản Việt Nam lúc đó đã căng mỏng ra, vừa kiểm soát cả một lãnh thổ, lại còn vừa đi ra làm nghĩa vụ quốc tế chuyện lăng nhăng gì ở tại bên Liên Châu, ở tại bên Campuchia lúc đó. Thành ra họ bị thua. Thì lúc đó thì mình sau này đó thì mình cũng phải nhắc lại rằng là những cái người bộ đội đó và gia đình của họ đó sau này đó họ cũng buồn lòng chứ. Và chúng ta cũng phải công nhận rằng là họ có hy sinh với việc đó. Thì dần dần thì mình mới tự đặt cho cái câu hỏi là tại sao trong thế kỷ 20 bao nhiêu lần Trung Quốc đánh Việt Nam không có một tướng Trung Quốc nào bị bỏ mạng hết tất cả. Mà Việt Nam đó là mất đất, mất biển, mất đảo, mất lung tung cho đến bây giờ. Thì cái đó thì tôi nghĩ rằng là nó là một cái điều mà chúng ta cần suy nghĩ, có thể là trong một cái kỳ sau thì mình sẽ phân tách về việc đó. Nhưng mà cái chuyện quan trọng nhất đó là trong cả thế kỷ 20 và trước đó ít lâu nữa đó, khi mà Việt Nam đụng độ với lại các cái cường quốc khác đó, nó luôn luôn phản ứng những người lãnh đạo từ thời Nguyễn Sơ cho đến những cái người cộng sản luôn luôn đó là nương tựa vào Trung Quốc và lấy Bắc Kinh đó làm một cái gần như là cái gương mẫu đó. Nó đưa ra bao nhiêu thảm họa đất nước, thì bước qua thế kỷ thứ 21 rồi chúng ta nhìn thấy rằng là chết rồi, bây giờ là không biết ra làm sao bảo vệ được này thế kia, và mọi người vui mừng khi có được một cái tiềm thủy đỉnh nhỏ 74 thước của Liên Xô mà để Cam Ranh, rồi có thêm cái tiềm thủy đỉnh thứ nhì nó lấy tên Hồ Chí Minh nằm vào trong đó. Nó vẫn không có thay đổi được. Tôi nghĩ cái chuyện thay đổi đó nó phải thay đổi từ cái đầu, chứ không phải là có Cam Ranh mà cái đầu không thay đổi, tôi nghĩ nó cũng vô phước. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa vừa mới nói một câu rằng có Cam Ranh mà cái đầu không thay đổi thì cũng vô phước cho dân tộc mình, cũng cần phải nói lại thêm thưa quý khán giả. Trong cái giai đoạn lịch sử cận đại, ví dụ năm 1942 chẳng hạn, thì quân Việt của Nhật Bản cũng đã từng sử dụng căn cứ Cam Ranh để mà phát xuất những cái cuộc tấn công những quốc gia chung quanh, đặt chân đến Thái Lan, Miến Điện và muốn kiểm soát cái vùng Đông Nam Á. Ông Nghĩa cũng nhớ một cái sự kiện là trong cái trận hải chiến 1905 ở Béo Đối Mã, thì hạm đội của Nga bị đánh gần như là tan tành hết, nhưng mà có một chiếc vì bị kẹt lại trong vùng nước nên đã không thoát khỏi cái trận Eo Đối Mã và nằm lại Cam Ranh.
Thành thử ra Cam Ranh nó là một cái quân cảng mà trở thành một cái nơi Hoa Kỳ cũng dòm dõi, Liên bang Nga, Cộng sản Trung Quốc và Nhật Bản cũng nhiều quốc gia trong vùng đều muốn kiểm soát Cam Ranh. Cái điều đáng tiếc đó, và kết thúc chương trình đấy thì tôi thấy rằng là trong những cái biến động đó, đa số người Việt Nam chúng ta đã ít để ý đến Cam Ranh. Thế ngoài những anh em ở trong quân đội hoặc là trong binh chủng hải quân, ít người để ý đến chuyện đó, thì cái yếu tố gọi là lịch sử của Cam Ranh nó đã có từ lâu. Và cái đó, có thể là trong một kỳ sau đó chúng ta sẽ đề cập trở lại đến chuyện đó. Chương trình Giờ Dẻo với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa tuần này đến đây là chấm dứt. Đinh Quang Thái hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tuần tới. Kỷ niệm 35 năm Nhật Báo Người Việt, 35 năm mới có một lần, chương trình discount 90% quảng cáo cho các cơ sở thương mại mới thành lập, đặc biệt dành cho các doanh nghiệp nhỏ, thành lập từ 22 tháng 2 năm 2013 đến 11 tháng Giêng năm 2014. Chương trình áp dụng từ 22 tháng 8 năm 2013 đến 11 tháng Giêng năm 2014. Mọi chi tiết, xin quý vị liên lạc với tòa soạn Nhật Báo Người Việt 14771-14772 Moran Street, Westminster, CA 92683, điện thoại 714-892-9414 hoặc vào trang nhà báo điện tử Người Việt www.nguiviet.com. Trân trọng kính chào.